Còn sống có đi có người yêu. Ủa, có người yêu rồi luôn. Có người yêu rồi mà tìm Facebook của người ta. Kết bạn thôi, kết bạn chơi có sao đâu. Tôi chọc vậy đó. Xuống Đầm Dơi cóp ai chứ cóp ho, em không có ở Đầm Dơi nha. Giả bộ giả bộ ngày mai em không có like thiệt thử sao. Trời ơi, nó thật vô tri quá. Hello, hello Bi. Nghe có người yêu chưa? Nhìn mặt đóng. Nhìn mặt đóng đi. Kêu cho các bạn Facebook để người ta chỉ Facebook ở trên đó rồi mà không thấy. Cái anh này thích comment nương tử lắm, ngày đêm bữa nào cũng nói nương tử là ý nghĩa là gì. Thức đi tắm đi. Chữ vỏ bò xuống có cái đường link đó. Hello luôn. Cái sổ hôn nghèo là được nhường hả? Đơn giản. Nương tử có nghĩa là vợ. Ủa gì luôn hả? Không biết thiệt quá. Xin em cảm ơn. Sao lại mất ngủ? Ngủ ngon. Hello mọi người, cho em xin một follow nha. Cảm ơn nhiều. Ôi trời, vậy là em ngu dữ rồi đó. Em thấy mình ngu. Đơn giản vậy mà không biết. Hai ca sáo. Ủa vậy là anh hơn 17 thôi á hả? 17.
17 thôi á, đúng rồi mới 17 à. Ủa vậy chứ nhiêu, không lẽ 1990. Em đang ở quê. Mưa mỏng quá. Anh lâu lâu về nè. Ở Cà Mau. Nói thiệt, tôi mỏng quá. Anh lâu lâu về nè. Ở Cà Mau. Nói thiệt, tôi cao 7. Vậy là kêu bằng chị nha. Nãy nghe nói 20 mẹ. Nói 17 à ba. Tin em nhiêu tuổi rồi? Em 2K6 là nhiêu ta? Là 17 tuổi thì phải. Em 2K6. Nhỏ nhỏ con. Mấy cô chú anh chị cho em xin một follow với một lúc ấy đi. Nhắc anh chi bạn em, nhắc anh vô coi, vô nói chuyện chơi. Hello, 6K2, 2K6, hello. Em chèo điện lạnh. Hello, Tình Lộc. Nói chi giờ cả người nè. Cảm lạnh hả? Em có cầm mèo. Mọi người, chị làm nghề gì vậy? Làm nghề ăn rồi ngủ. Chúng tôi ghét điều hòa nhà bạn nè. Chị sao? Ghét nhà tôi mà ăn tiền. Cảm thấy nhớ em. Cũng là cảm lạnh. Sao mới dèo, còn em là sướng trước khổ sao mới nghèo. Có quà đi. Mọi người danh xin một follow đi. Hôm qua xe không like, hôm qua em đi chơi. Để anh thật lét nghe. Không, không được, không được thật lét luôn. À gì đó ơi, em nghe đây 69 có nhiều kỷ niệm. Kỷ niệm gì? Sướng. Sướng gì đâu, buồn chết.